Nghệ sĩ Cẩm Thu giận dữ với con trai Ngọc Đáng: "Tôi chẳng cần tiếng cảm ơn của bạn." Như đã biết, sau khi cố nghệ sĩ Ngọc Đáng qua đời, nhóm nghệ sĩ cổ nhạc Nam Phương, vợ chồng nghệ sĩ Philip Nam, Cẩm Thu và nghệ sĩ Tuấn Châu đã đứng ra lo liệu đám tang cho bà. Philip Nam còn nhường lại phần đất chôn của anh trị giá vài chục ngàn đô đã mua từ nhiều năm trước cho Ngọc Đáng. Cách đây hơn một tuần, sau khi đám tang hoàn thành chu toàn, nghệ sĩ Philip Nam đã công bố toàn bộ sao kê. Theo đó, tổng số tiền viếng nhận được từ đồng nghiệp, khán giả và người thân bên Mỹ là 59.121 đô, cộng với số tiền Ngọc Đáng tiết kiệm khi còn sống là 27.000 đô. Sau khi trừ đi tiền lo liệu đám tang là 41.808 đô, số tiền còn lại là 44.386 đô. Theo nghệ sĩ Philip Nam, toàn bộ số tiền này sẽ được gửi về cho hai con của nghệ sĩ Ngọc Đáng tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó nhiều ngày, số tiền vẫn chưa về đến tay con trai nghệ sĩ Ngọc Đáng tên Hải tại Việt Nam, khiến anh lên tiếng đòi quyền lợi một cách thẳng thừng gây xôn xao dư luận. Nghệ sĩ Tuấn Châu và Philip Nam đã lên tiếng giải thích rằng do thông tin cá nhân bên Việt Nam chưa đầy đủ nên ngân hàng chưa chuyển được. Mới đây, nhóm nghệ sĩ cổ nhạc Phương Nam đã livestream toàn bộ quá trình chuyển hết số tiền về Việt Nam do con nghệ sĩ Ngọc Đáng. Trong buổi livestream, nghệ sĩ Cẩm Thu đã gọi FaceTime về Việt Nam cho con trai nghệ sĩ Ngọc Đáng tên Hải và giận dữ lên tiếng. Đầu tiên, Hải yêu cầu chuyển tiền qua số tài khoản riêng chứ không muốn đến ngân hàng hay bưu điện nhận tiền. Nhưng thông tin ngân hàng cần thì Hải không cung cấp đầy đủ nên mới chậm chuyển tiền. Đó là số tiền lớn, làm sao chúng tôi dám chuyển khi thông tin chưa đầy đủ. Chúng tôi bên này không hề muốn giữ số tiền đó làm gì hết mà bạn lên Facebook nói này nói nọ. Hải nên nhớ nghệ sĩ bên này lo chu toàn đám tang cho chị Ngọc Đáng, mẹ bạn mà không cần một xu cắc nào của bạn hết, nên bạn đừng nghi ngờ chúng tôi đi nói lung tung trên mạng. Ở bên Mỹ này, muốn chuyển tiền về Việt Nam cho bạn, chúng tôi cần phải tốn tiền thuế má, các kiểu, khai thuế này nọ. Chúng tôi không sung sướng gì đâu mà bạn nói vậy. Tôi xin lỗi, từ hồi đám tang chị Ngọc Đáng tới giờ, tôi lo liệu hết mà chưa hề nhận được của bạn một lời cảm ơn. Vậy mà giờ bạn lại làm như thế về chúng tôi. Bây giờ chúng tôi chẳng cần tiếng cảm ơn của bạn làm gì, đã muộn màng rồi. Chúng tôi chỉ cần bạn xin lỗi về những lời bạn nói về chúng tôi. Tôi nói thẳng, những lời nói của bạn về chúng tôi là hồ đồ. Bạn phải hiểu, từ Mỹ chuyển về Việt Nam một khoản tiền lớn không hề dễ, đâu phải như trong nước chuyển sao cũng được. Không ai muốn giữ hết, nên bạn đừng nghĩ người ta muốn giữ tiền của mẹ bạn để xin lời xu một đồng. Chúng tôi làm đám tang cho mẹ bạn chưa bao giờ nghĩ sẽ thu về một xu, một đồng nào. Chúng tôi làm chỉ vì tình thương với mẹ bạn. Tôi giận lắm. Hôm nọ, tôi hỏi giấy tờ để điền thông tin thì bạn kêu không có email. Không có email thì bạn lập Facebook kiểu gì? Chúng tôi giúp bạn thì bạn không tin, bạn nghe theo những kẻ xấu rồi nói chúng tôi thế này thế kia. Nghệ sĩ Tuấn Châu cũng bức xúc. Ngày hôm nay, sau khi Hải nhận được toàn bộ số tiền thì chúng tôi cũng hết trách nhiệm. Chúng tôi không lấy một đồng một cắc nào hết. Tôi yêu cầu Hải phải xin lỗi chúng tôi. Sau đó, nghệ sĩ Cẩm Thu đã lôi đủ số tiền 44.386 đô cho toàn bộ khán giả làm chứng. Được biết, nghệ sĩ Cẩm Thu là người đứng ra lo liệu nhiều nhất cho đám tang nghệ sĩ Ngọc Đáng kể từ khi bà qua đời, lo cả lễ cúng thất mỗi tuần. Cô cũng là người ngồi lại cuối cùng sau khi hạ huyệt và khóc rất nhiều vì thương đàn chị. Con trai nghệ sĩ Ngọc Đáng đã nhận lỗi trước nhóm. Con trai nghệ sĩ Ngọc Đáng đã nhận lỗi trước nhóm nghệ sĩ tại Mỹ vì hành động nông nổi khi lên tiếng đòi quyền lợi quá sớm, quá thẳng thừng. Sau đó, anh đã gỡ bài đăng nói không hay về nhóm nghệ sĩ tại Mỹ trên Facebook cá nhân. Trong suốt quá trình livestream, anh Hải tỏ ra khá lễ phép với Tuấn Châu và Cẩm Thu. Dù bị mắng nhưng anh vẫn vâng dạ, không cãi lời và cũng không đối chất các nghệ sĩ nói sao anh nghe vậy. Cuối cùng, số tiền hơn 40.000 đô đã được gửi về tận tay con trai nghệ sĩ Ngọc Đáng tại Việt Nam và đổi ra tiền Việt với trị giá hơn 1 tỷ đồng. Nghệ sĩ Cẩm Thu sau đó cũng đã ngồi giận, còn nghệ sĩ Tuấn Châu thì dặn dò anh Hải nên sử dụng số tiền này một cách đúng đắn vì đó là toàn bộ những gì còn lại của nghệ sĩ Ngọc Đáng sau một đời lao động miệt mài.